đặc điểm giống roi đỏ Thái Lan. Cây roi đỏ Thái Lan là dòng thân mộc cây có thể cao từ 5 đến 15 mét nhánh khi còn non hơi vuông. Cây thích hợp với khí hậu Việt Nam, phù hợp với chất đất thịt tươi xốp. Cây roi có khả năng chống chịu tốt, ít bị sâu bệnh là cây trồng có giá trị kinh tế cao. Mật độ trồng thích hợp từ 5 x 6 mét. Thời gian sinh tưởng từ 15 đến 24 tháng là cho quả. Quả mọc thành chùm quanh năm. Phiến lá lớn hình thuôn bầu dục cỡ 10 đến 25 cm x 6 đến 12 cm, cuống dài 4 đến 8 mm hoa màu trắng đưa mọc thành ngủ 5 đến 30 hoa ở ngọn hai nách lá đã rụng. Quả mọng nước, vỏ quả màu đỏ, thịt quả trắng hoặc xanh có dạng xốp. Quả có dạng chuông úp ngược dài 3 đến 6 cm trong không chứa hạt. Trọng lượng trung bình từ 8 đến 9 quả trên kg. Giá bán trên thị trường từ 50.000 trên kg. Quả roi có vị ngọt, chua, mát, sở hữu nhiều dưỡng chất như sắt, canxi, chất xơ, protein. Vitamin C, vitamin A rất tốt đối với người có nhu cầu giảm cân vì có hàm lượng calo thấp và lượng chất béo bão hòa không đáng kể. Ngoài ra, quả roi cũng cung cấp chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và không có cholesterol, rất tốt cho tim mạch. Những tác dụng của quả roi Tăng hệ thống miễn dịch, quả roi rất giàu vitamin C giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do, chất ô nhiễm và hóa chất độc hại dẫn đến các bệnh về sức khỏe như bệnh tim, ung thư và viêm khớp, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch giảm nguy cơ đột quỵ. Vitamin C trong quả roi giúp giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh về sức khỏe như viêm, tổn thương oxy hóa, sức khỏe tim mạch, sơ vỡ động mạch, huyết áp và sức khỏe nội mô. Tốt cho tim mạch, sự kết hợp chất sơ và chất dinh dưỡng trong quả roi rất tốt đối với nồng độ cholesterol, giảm nguy cơ sơ vỡ động mạch, hỗ trợ ngăn ngừa các biến chứng tim mạch như đau tim, đột quỵ và các bệnh về tim khác. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường, ăn quả roi thường xuyên hỗ trợ giảm mức đường huyết tốt cho mắt, quả roi chứa nhiều vitamin A, một trong những dưỡng chất tốt cho mắt. Tốt cho hệ tiêu hóa, quả roi giàu chất xơ, giúp bảo vệ chống lại các vấn đề tiêu hóa phổ biến như tiêu chảy và đầy hơi, giúp kiểm soát cân nặng, ngăn ngừa chuột rút cơ bắp, quả roi cũng sở hữu một lượng kali, giúp tăng cường sức mạnh của cơ bắp và giảm chuột rút cơ bắp. Cung cấp dưỡng chất cho làn da, vitamin A và vitamin C trong quả roi giúp ngăn ngừa ảnh hưởng từ stress, lão hóa, giúp làn da căng mịn, ngăn chặn hiện tượng mất nước trên bề mặt da. Trung tâm Cây giống Nông nghiệp Việt. Công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Việt Nam. Địa chỉ Học viện Nông nghiệp Việt Nam Châu Quỳ Gia Lâm Hà Nội. Hotline Zalo Facebook 0987 8849 460 9825 208 460 9827 41845. Uy tín chất lượng làm nên thương hiệu.